Hẹn gặp lại tất cả mọi người chúng ta trên kênh YouTube Nhà Đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, cũng trên hệ thống website nhà đất huy hùng.com và trên hệ thống fanpage Facebook Zalo Nhà Đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Buổi chiều hôm nay Hùng sẽ đến với trục đường Quang Trung, phường 8. Chúng ta đến với một căn nhà với diện tích ngang 4,5m, độ dài 17m, được thiết kế là một trệt và 3 lầu. Nhà mình sẽ khu vực không gian sân đậu xe máy, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giàn thờ và sân thượng trước sau. Hướng nhà mình là hướng Tây Nam, phù hợp với quý anh chị mình thuộc phong thủy là Tây Tứ Trạch. Và đây là mặt tiền, mặt chính căn nhà chúng ta. Căn nhà chính chủ xây ở nha mọi người, có chiều rộng là 4,5m, được xây rất chắn và kiên cố luôn nha mọi người ơi. Và nhà mình nằm trên trục hẻm thông nha. Trục hẻm này thông, kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ được nha mọi người. Đây con hẻm trước nhà mình, con hẻm này khoảng 4,5m, 5m nha. Rất là thuận tiện để cho quý anh chị chúng ta di chuyển xe hơi, xe máy vào nhà. Hẻm này thông từ Quang Trung ra Phạm Văn Chiêu, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ngay ngã ba Tân Sơn và Quang Trung. Rất là thuận tiện để anh chị chúng ta di chuyển xe hơi, xe máy vào nhà. Hẻm xe hơi thông. Và chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào bên trong căn nhà chính chủ xe ở này nha. Bên ngoài chúng ta có một lớp cổng sắt này. Bên trong chúng ta có khoảng sân đậu xe máy, khoảng sân này nó khoảng chừng 2,5m. Chúng ta đậu được 4-5 chiếc xe gắn máy nha. Nhà mình được thiết kế là một trệt và 3 lầu, bao gồm khu vực sân đậu xe máy này, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giàn thờ và sân thượng trước sau. Và căn nhà này đang được bên Hùng chào bán với giá chỉ 7.400.000 đồng thôi. Quý anh chị quan tâm có thể gọi đến cho bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Khi chúng ta mua thì sẽ được gia chủ tặng lại một số nội thất bên trong như là bàn ghế gỗ này. Đây chúng ta có một bộ bàn ghế gỗ đỏ được gia chủ tặng lại khi mua, cũng khá là đẹp và cao cấp. Bộ bàn ghế gỗ đỏ cực kỳ sang. Bên ngoài là lớp cửa nhôm xin pha và bên trong là khu vực không gian phòng khách. Gia chủ để lại tặng mình một bộ bàn ghế gỗ đỏ. Phía dưới thì đổ bê tông và ốp gạch bóng kính 80. Trên tường chúng ta có những bức tranh treo tường, trên nữa là quạt trần và đèn chiếu sáng cũng như trần thạch cao. Đây nha mọi người, căn nhà rất tuyệt vời, chính chủ xây ở vô cùng chắn và kiên cố. Và quý anh chị nào đang thích tìm những căn nhà hẻm thông nằm trên trục đường Quang Trung, phường 8 mà có chiều rộng ngang từ 4,5m trở lên thì hãy gọi đến cho bên Hùng để đi xem và sở hữu căn nhà này. Một căn nhà có diện tích ngang 4,5m, độ dài lên tới 17m, được thiết kế rất đẹp và cực kỳ sang trọng. Năm 2020 được gia chủ xây để ở, nhưng nay kẹt tiền cần bán lại cho quý anh chị nào thiện chí mua. Thì quý anh chị quan tâm có thể gọi đến cho bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Và chúng ta có thể truy cập trực tiếp vào website của bên mình là nhà đất huy hùng.com, cũng như trên hệ thống fanpage Facebook Zalo Nhà Đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12 để nghe thêm nhiều những mẫu mã nhà bán mới đẹp, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ nhé. Khi chúng ta liên hệ xem nhà bên Hùng, chúng ta sẽ được xem sổ hồng và những giấy tờ liên quan, được giảm giá ngay ít nhất từ 2-500 triệu đồng một căn. Và như căn nhà này là một căn nhà chính chủ xây nên độ chắc chắn và độ kiên cố căn nhà vô cùng tốt. Thì những quý anh chị nào thích mua những căn nhà mà chủ xây ở như thế này thì hãy gọi đến cho bên Hùng để đi xem và sở hữu căn nhà với diện tích cực rộng, ngang 4,5m, độ dài 17m, nằm trên trục đường Quang Trung của khu vực phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực cầu thang với tay vịn cam xe, lan can, kính cường lực 10 ly, mặt đá hoa cương này mọi người. Bên trong sẽ là khu vực không gian bếp với một không gian phòng bếp khá rộng. Trên tường chúng ta có những bức tranh trần thạch cao. Nhà mình thiết kế theo kiểu rất là đẹp nha mọi người. Đây là khu vực để tủ lạnh này và tủ kệ bếp. Trên dưới thì chúng ta có tủ kệ bếp được làm bằng chất liệu cam xe, có máy hút mùi, giá kệ để chân bát và khu vực bồn rửa chân bát này. Đây nha mọi người, phía sau là khoảng giếng trời và phòng vệ sinh phía sau. Phía sau đây sẽ là khoảng giếng trời của nhà mình, một khoảng giếng trời rất là rộng này để lấy sáng và lấy gió cho những không gian phòng phía sau. Và đây là phòng vệ sinh cuối nhà. Vệ sinh quý nhà đây nha mọi người. Đó, rất tuyệt vời, rất rộng rãi và thoáng mát, cực kỳ sang trọng và đẳng cấp luôn. Ngang tới 4,5m, rất là rộng luôn. Và quý anh chị nào quan tâm đến căn nhà chính chủ này có thể gọi đến cho bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Đây là Hùng quay từ phía sau ra. Rồi chúng ta di chuyển lên trên lầu để tham quan phòng ngủ căn nhà nhé. Nhà mình sẽ có 4 phòng ngủ cũng như là phòng giặt, phòng thờ nha mọi người.
và tất cả phòng ngủ chúng ta đều có phòng vệ sinh trong. Nhà mình có cả giếng trời bên hông nữa này mọi người, giếng trời ở giữa nhà và bên hông này. Đây, nhà chính chủ xây thì chúng ta ở yên tâm về kết cấu cũng như độ chắc chắn căn nhà nhé. Đây chúng ta có phòng ngủ rất là rộng, phòng ngủ số 1 này, có máy lạnh được gia chủ tặng lại này, và bên đây là tủ áo, tủ kệ tivi đều có sẵn hết nha mọi người. Cửa sổ ra giếng trời phía sau và phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh với vòi tắm hoa sen inox 3.4. Phòng vệ sinh ốp gạch lên tới trần, có bồn cầu phía ngoài và lavabo rửa mặt cũng như là gương soi này. Đây là chúng ta tham quan phòng ngủ phía sau. Nhà ngang 4,5m thì rất là rộng rãi và thoáng, nên là gia chủ có thiết kế thêm giếng trời ở hành lang này. Giếng trời ở hành lang này thì có gạch lên cao đến trần luôn, rất là sạch nha. Và chúng ta sẽ qua phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía trước. Phòng ngủ phía trước thì cũng khá rộng này mọi người. Phía trước là màn rèm cửa và cửa ra ban công như là cửa sổ lấy sáng. Có tủ kệ tivi và tủ áo âm tường. Có máy lạnh gắn sẵn này, được tặng lại này. Phòng rất là rộng rãi, đây là tủ áo âm này và phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh với bồn cầu lavabo rửa mặt phía ngoài, kết hợp với bồn tắm đứng và vòi tắm hoa sen và tắm sen thuyền nhé. Đây là phòng vệ sinh của phòng ngủ số 2. Rồi chúng ta sẽ chuyển lên trên lầu để chúng ta tham quan phòng ngủ số 3 và số 4 nhé. Quý anh chị đang thích những căn nhà chính chủ xây ở, những căn nhà mà gia chủ xây để chủ yếu để ở thì rất là chắc chắn này, thì đây là một căn nhà rất là phù hợp cho quý anh chị chúng ta chọn nhà chính chủ xây. Đây là phòng ngủ số 3 thì chúng ta thấy cũng vậy này. Hai phòng ngủ này thì gia chủ chưa ở nên chưa gắn máy lạnh nha mọi người. Đây là khu vực không gian của phòng vệ sinh. Nó cũng giống phía dưới nha mọi người. Và chúng ta sẽ qua phòng ngủ số 4. Phòng ngủ số 4 thì chúng ta được tặng cái giường này mọi người. Đây chúng ta có cái giường nha. Và cửa sổ cũng như là cửa ra ban công này. Đây. Có cái giường, có máy lạnh luôn. Đây là phòng ngủ số 4 của căn nhà chúng ta đây. Đấy, rất chắc chắn và kiên cố nha mọi người. Và đây là khu vực tủ áo âm cũng như là phòng vệ sinh đây. Nhà mình có tất cả 5 phòng vệ sinh nha. Quý anh chị quan tâm đến căn nhà này có thể gọi đến cho bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Diện tích căn nhà là ngang 4,5m, độ dài là 17m, được thiết kế là 1 trệt và 3 lầu, bao gồm sân đậu xe máy, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt thờ và sân thượng trước sau. Hướng nhà mình là hướng Tây ghé Nam, phù hợp với quý anh chị mình thuộc phong thủy là Tây Tứ Trạch. Và căn nhà này đang được bên Hùng chào bán với giá 7,4 tỷ, còn thương lượng. Quý anh chị quan tâm thì hãy bốc máy gọi ngay cho bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Đây là khu vực không gian phòng giặt và sân phơi và sân thượng phía sau đây mọi người. Và ngoài sẽ là phòng thờ và sân thượng phía trước nha. Đây sẽ là khu vực không gian phòng thờ. Phòng thờ của nhà mình đây. Và đây sẽ là sân thượng phía trước. Quý anh chị chúng ta vừa xem xong căn nhà chính chủ xây ở nằm trên trục đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Giá bán đang đưa ra rất hấp dẫn cho quý anh chị nào thiện chí mua nhanh. Quý anh chị quan tâm hãy bốc máy và gọi đến cho bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Nhà đất Hùng xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị mình ở những video tiếp theo.